Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber. Các bạn thân mến, trong một số chương trình trước, tôi đã trình bày ý kiến của một vài học giả nước ngoài về chiến lược chống tiếp cận của Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề này qua góc nhìn của Colin Cox, một thành viên nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Vajrat Nam ở Singapore. Trong bài báo, bị vướng giữa Trung Quốc và Mỹ Việt Nam có chiến lược của riêng mình cho Biển Đông, đăng trên tạp chí lợi ích quốc gia của Mỹ, cô Linh Cốc viết. Năm 1287, tướng Ô Mã Nhi Nhà Nguyên dẫn đầu một lực lượng xâm lược lớn, bao gồm nhiều thuyền chiến, tiến đánh Đại Việt, nay là nước Việt Nam. Với đội hình tiên phong thiện chiến người Mông Cổ, có vẻ như chiến dịch này sẽ là một cuộc dạo bộ. Tuy nhiên, một trận thủy chiến diễn ra trong năm sau đó đã chứng minh điều ngược lại ở cửa sông Bạch Đằng gần Vịnh Hạ Long, tướng Đại Việt Trần Hưng Đạo đã lặp lại chiến công hiển hách mà Ngô Quyền đã thực hiện trước đó khi chống lại quân Nam Hán năm 938. Đi theo cách tiếp cận của Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo đã cắm những cọc có đầu bịt sắt xuống những nhánh sông phía bắc của Bạch Đằng là sông Chanh, sông Kênh và sông Rút và chờ đợi cho đến khi thủy triều dâng cao để như đội thuyền Mông Cổ tiến vào vùng nước nông khi thủy triều xuống, những chiến thuyền Mông Cổ đã bị đâm vào cọc. Những xuồng của Đại Việt nhỏ hơn rất nhiều, đến khi đó mới xông ra bao vây đội thuyền Mông Cổ đã mắc bẫy, và những thủy binh Đại Việt ném các bình gốm nhỏ, bên trong chứa đầy dầu, và được bịt kín bằng sơ dừa để làm ngòi vào các thuyền của quân Mông Cổ đang bị đứng chết dí vì vướng cọc. Trận Bạch Đằng kết thúc với một thất bại nặng nề của hạm đội xâm lược Mông Cổ nhưng không giống như trận đánh năm 938 khi góp phần chấm dứt thời kỳ thống trị đầu tiên của Trung Quốc với Đại Việt, chiến thắng năm 1288 không làm thay đổi quan hệ song phương. Nhà Trần chấp nhận quyền bá chủ của nhà Nguyên cho đến khi triều Nguyên sụp đổ. Hai trận thủy chiến Bạch Đằng và các ví dụ hiện đại trong chiến tranh Đông Dương, chiến tranh Việt Nam cũng như cuộc chiến ngắn nhưng đẫm máu giữa Việt Nam và Trung Quốc ở biên giới cuối thập niên 1970 đã làm nổi bật sự khéo léo của người Việt Nam trong việc thực hiện tác chiến bất đối xứng chống lại những kẻ thù mạnh hơn. Tuy nhiên trận bạch đằng cũng tạo ra một ví dụ hiếm hoai về cách mà người Việt Nam có thể kéo dài các chiến thuật cơ bản trên bộ ra môi trường sông biển. Cũng cần lưu ý một thực tế là trận thủy chiến bạch đằng đã diễn ra trên vùng nước nông gần bờ chứ không phải là vùng biển mở của biển đông nơi thuyền chiến mông cổ có thể lạc quan về khả năng chiến đấu của họ không có gì ngạc nhiên khi sau đó vào tháng 3 năm 1988, người Việt Nam đã phải chịu một thất bại trong tay người Trung Quốc trong một cuộc đụng độ ở vùng biển mở trong tranh chấp quần đảo Trường Sa. Hải quân Trung Quốc đã chứng tỏ nhiều hơn một trận đánh cho người Việt khi phía Việt Nam vốn không quen chiến đấu trên biển mở và thấy mình bị bất lợi cả về binh lực và hỏa lực. Trận đánh đó là một nỗ lực để ngăn chặn Trung Quốc xâm lấn quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Với lực lượng Việt Nam bị kéo quá xa khỏi bờ biển và mất khả năng tiếp viện nhanh chóng, kết quả trận đánh đã diễn ra nhanh gọn và dứt khoát. Người Việt biết rõ sự hạn chế về hải quân của mình, không có cách nào họ có thể lặp lại chiến thắng của tổ tiên tại Bạch Đằng trước người Trung Quốc. Vì thế, với kiến thức thông thường, người ta cũng hiểu rằng với khoảng cách và sự bất đối xứng vẫn đang gia tăng giữa người Việt với người Trung Quốc, Việt Nam phải gắn bó với chiến lược chống tiếp cận. Về cơ bản, chống tiếp cận dự tính phủ định hoặc là phá vỡ sự truy cập của kẻ thù vào các khu vực hàng hải lợi ích. Ví dụ như Ngô Thương Tô đã tranh luận rằng Việt Nam có rất ít cơ hội trước sự xâm lược quân sự của Trung Quốc và không có sự lựa chọn nào ngoài việc vận dụng một chiến lược chống tiếp cận biển xa hơn nữa, ông nói rằng một chiến lược chống tiếp cận phù hợp trong phạm vi rộng lớn của chính sách hậu chiến tranh lạnh của Việt Nam với những điểm nhấn mạnh là các nguyên tắc độc lập, không liên minh và quốc phòng tự vệ. Bên cạnh đó, cũng có một yêu cầu tài chính khi Việt Nam tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế xã hội theo quá trình đổi mới. Năm 2014, đại tướng Phùng Quang Thanh là Bộ trưởng Quốc phòng đã phát biểu ngân sách nhà nước vẫn hạn chế, trong khi chúng ta phải đầu tư nhiều lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng giao thông, nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, phúc lợi cho nhân dân cùng y tế và các mặt khác, cho nên đầu tư cho quốc phòng phải dần dần và phù hợp với khả năng. Chúng ta có hai nhiệm vụ song song là xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chúng ta không đánh giá thấp bất kỳ cái nào, nhưng nếu chúng ta tập trung quá nhiều nguồn lực vào quốc phòng, chúng ta sẽ thiếu đầu tư cho phát triển. Khi thiếu đầu tư cho phát triển, chúng ta sẽ thiếu nguồn lực tương lai để đầu tư cho quốc phòng. Tuy nhiên, sẽ là lầm lạc nếu xem người Việt là những người phó mặc cho số phận. Họ từ lâu đã nhận ra chỗ hạn chế của cách tiếp cận chống tiếp cận truyền thống và do đó đã theo đuổi việc tăng cường chiến lược của mình để ngăn chặn trước sự xâm lược quân sự của Trung Quốc ở biển Đông khi Hải quân Việt Nam nhận chiếc tàu ngầm Kilo cuối cùng do Nga chế tạo và đi đến đỉnh của việc vận hành toàn bộ đội tàu ngầm vào năm 2017. Việc lấy chống tiếp cận làm trung tâm vẫn là chiến lược của Hải quân Việt Nam. Mặc dù tàu ngầm, đặc biệt là tàu ngầm thông thường, là rất thích hợp với chiến lược chống tiếp cận, nhưng cần phải nhìn ra bên ngoài biểu tượng này trong trường hợp Việt Nam. Cả 6 tàu ngầm không chỉ trang bị các vũ khí phục vụ chiến lược chống tiếp cận truyền thống như thủy lôi, ngư lôi, mà còn sở hữu tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm để tấn công mặt đất Club S. Tên lửa này có thể tấn công mục tiêu ở cự ly xa đến 300 km, vừa vặn theo quy định quốc tế hạn chế tầm bắn của tên lửa xuất khẩu. Carl Thayer, một nhà quan sát quân sự Việt Nam lâu năm, đã chủ trương rằng tên lửa tấn công mặt đất phóng từ tàu ngầm của Việt Nam sẽ được dùng chống lại các cảng và sân bay của Trung Quốc như căn cứ hải quân Tam Á ở đảo Hải Nam, hơn là khả năng tấn công các mục tiêu diện rộng như những thành phố dọc theo bờ biển miền Nam Trung Quốc. Việc này sẽ vẫn phù hợp với chiến lược phòng thủ răn đe của Việt Nam, nhưng việc mua những khả năng tấn công như vậy chắc chắn sẽ vượt ra khỏi cách tiếp cận từ chối biển. Không có cách nào để người Việt có thể hy vọng chặn trước sự xâm lược của Trung Quốc nếu không có các phương tiện làm tăng cái giá cho Bắc Kinh. Ví dụ như sự hủy diệt tiềm năng xảy ra khi Trung Quốc tập kết lực lượng chuẩn bị triển khai ở Tam Á. Chiến công của Nga trong các chiến dịch ở Syria cuối năm 2015 đã chứng minh rằng lực lượng hải quân nhỏ hoàn toàn có thể thực hiện sự tỏa chiếu sức mạnh hạn chế ra tầm xa. Tàu ngầm Kilo Rostov-on-Don đã trở thành tàu ngầm thông thường đầu tiên phóng tên lửa hành trình từ dưới biển sâu để tấn công mặt đất. Tuy nhiên, người Nga có thể quản lý việc này nhờ vào các khả năng chỉ huy kiểm soát, liên lạc, máy tính, tình báo, trinh sát và giám sát, hay gọi tắt là C4ISR rộng rãi của họ để cho phép tên lửa bay trôi chảy qua một khoảng cách rộng lớn ở Trung Đông. Người Việt Nam hiện nay mới chỉ có một chương trình C4ISR non trẻ, tập trung vào các máy bay không người lái và các vệ tinh siêu nhỏ viễn thám. Khả năng nhắm mục tiêu dựa trên vệ tinh của Việt Nam hiện nay phụ thuộc vào các hình ảnh vệ tinh thương mại thu được nên còn xa mới có thể sử dụng để thực hiện tấn công mặt đất. Tuy nhiên, điểm yếu này sẽ không gây hại cho các khả năng phản kháng của Việt Nam chống lại các mục tiêu duyên hải. Căn cứ hải quân Tam Á của Trung Quốc thiếu chiều sâu chiến lược và các thực thể địa lý tự nhiên bảo vệ nên bị phơi ra trước các tên lửa tấn công từ hướng biển. Cuộc tấn công như vậy cũng không đòi hỏi các khả năng C4ISR như khi tấn công vào sâu trong đất liền. Và Việt Nam chỉ muốn tăng khả năng trừng phạt Bắc Kinh và tăng cái giá phải trả cho cuộc xâm lược vượt ra ngoài những tàu ngầm mà họ đã mua. Đề cập tới tàu Kilo, vào tháng 9 năm 2014, một quan chức quân sự ở Hà Nội đã bình luận rằng Chúng không phải vũ khí duy nhất của chúng tôi, mà chỉ là một phần trong một loạt vũ khí chúng tôi đang phát triển để bảo vệ chủ quyền tốt hơn. Bởi vậy, để kết luận, Việt Nam đã hành động nhiều hơn để tăng hiệu quả cho một chiến lược chống can thiệp mà các tín hiệu của nó là sự vượt ra khỏi các tiếp cận truyền thống từ chối biển. Ví dụ, lực lượng hải quân đánh bộ của họ đã huấn luyện tái chiếm đảo ở quần đảo Trường Sa, điều mà vào năm 1988 là không thể có. Tháng 5 năm 2016, Việt Nam được báo cáo là đang đàm phán với Nga để mua một cặp tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Zepat thứ ba. Nếu như có gì đặc biệt về sự mua bán này, thì đó là Hà Nội muốn những tàu mới của họ được vũ trang tên lửa hải đối đất có lắp. Chúng ta cần nhớ lại rằng, các tàu hộ tống của đội tàu Caspian của Hải quân Nga với kích thước tương đương với tàu Zepat đã cùng với tàu ngầm Rostov-on-Don chứng minh rằng các tàu chiến mặt nước nhỏ có thể phóng tên lửa tấn công mặt đất. Việt Nam hình như đã bị thu hút vào điều này và đã bắt đầu được truyền cảm hứng từ chiến thắng của Nga. Người Việt Nam có thể không quên thực tế rằng, giống như trận Bạch Đằng năm 1288, bất kỳ cuộc chiến tranh nào có thể xảy ra ở Biển Đông với Bắc Kinh sẽ dẫn đến một chiến thắng định trước cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, Việt Nam đã dần dần rời khỏi chiến lược chống tiếp cận truyền thống để đến với một chiến lược có thể tăng cái giá cho sự xâm lược của Trung Quốc. Việc hoàn thành đội tàu ngầm vào năm 2017 chỉ là bước đi đầu tiên về hướng này. Những tàu chiến kiểu như Zeppat chính là các thuyền chiến phiên bản hiện đại và tên lửa chống hạm là sự tiến hóa của những lọ gốm đựng dầu. Ngày nay, chúng đang mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Các bạn thân mến, trên đây là toàn văn bài viết của Colin Cox. xuyên suốt bài viết Tác giả muốn chứng minh rằng Việt Nam đang phát triển đi xa hơn cách tiếp cận truyền thống về chống tiếp cận biển. Các lý lẽ và dẫn chứng của tác giả đã nêu trong bài viết là rất rõ ràng và có cơ sở. Nhân đây tôi cũng xin lạm bàn thêm mấy điểm. Thứ nhất là từ thập niên 1980, Việt Nam đã đàm phán để được Liên Xô chuyển giao cho các tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud để thành lập hai lữ đoàn, là lữ đoàn 380 và lữ đoàn 490. Các lữ đoàn này đều bố trí tại miền Bắc nhằm sẵn sàng thực hiện đòn tập kích hỏa lực vào các căn cứ xuất phát trên đất Trung Quốc nếu như Trung Quốc lại tính tổ chức một cuộc phiêu lưu quân sự như tháng 2 năm 79. Như vậy là đến thời điểm đó, người Việt đã sẵn sàng để vận dụng lại tư tưởng ra tay từ khi kẻ địch còn đang chuẩn bị của Lý Thường Kiệt hồi thế kỷ 12. Trên cơ sở này, việc trang bị các vũ khí có tính chất không chỉ thuần túy phòng thủ cho hải quân cũng không phải là điều gì mới mẻ. Chẳng qua, nó chỉ là sự nối dài từ tư tưởng chiến lược quân sự trên bộ ra môi trường biển khơi. Tuy nhiên, như tướng Phùng Quang Thanh đã nói, nguồn lực của ta có hạn, không phải thích mua sắm cái gì cũng có tiền sắm ngay. Ngoài ra cũng cần phải nói thêm là khi chúng ta mua sắm những vũ khí ấy, thì cả chúng ta và người bán cho chúng ta đều sẽ chịu những áp lực từ Trung Quốc, cho nên lại càng khiến cho những hợp đồng mua bán khó khăn phức tạp thêm. Điều thứ hai tôi muốn nói là tuy rằng các chiến công của tổ tiên ta chưa có chiến công nào trên vùng biển mở, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là người Việt kém về hoạt động quân sự trên biển mở. Thời Lê, vua Thánh Tông đã dùng hàng ngàn chiến thuyền chở 26 vạn quân đi đường biển vào đánh Chiêm Thành. Sau đó nhà Tây Sơn cũng đã xây dựng lực lượng thủy quân với các tàu lớn mang nhiều đại bác nổi tiếng một thời. Ngày nay trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, chúng ta đang phải vận dụng sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên nói gì thì nói, chiến tranh trên biển xa thì vai trò hỗ trợ của trên bờ sẽ giảm đi. Chiến trường càng xa thì sự hỗ trợ càng giảm. Chẳng hạn như hiện nay Việt Nam có mấy lữ đoàn tên lửa bờ biển. Trong đó chỉ có lữ đoàn 679 ở miền Bắc và lữ đoàn 681 ở miền Trung là sở hữu tên lửa có tầm bắn trên 300 km. Tuy nhiên nếu hải chiến xảy ra ở trong quần đảo Trường Sa, tên lửa của lữ đoàn 681 sẽ bắn không tới. Do vậy, phát triển các lực lượng trên biển gồm tàu mặt nước, tàu ngầm, tàu đổ bộ và hàng không hải quân hùng mạnh, có khả năng phối hợp với trên bộ và trên không, đồng thời cũng có khả năng độc lập tác chiến, vẫn là con đường bắt buộc phải đi nếu như chúng ta muốn bảo vệ tốt chủ quyền và xa hơn là trở thành một quốc gia giàu mạnh nhờ biển chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại